Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với vlog của Jolie 8 và Makeup. Hôm nay Jolie sẽ cùng các bạn makeup về tông hồng ngọt ngào. Thì thường thì các bạn sẽ nghĩ là tông hồng sẽ bị sến xuống này, sẽ nó không quá đẹp á. Thì hôm nay hãy cùng với Jolie thử với tông makeup hồng nhưng mà vẫn ngọt ngào nha. Đầu tiên thì chúng ta sẽ vẫn là những cái bước mà để bảo vệ da. Đầu tiên Jolie sẽ sử dụng kem chống nắng. Kem chống nắng thì các bạn sử dụng loại nào cũng được, miễn là có thành phần chống nắng cao để bảo vệ da. Jolie thấy Jolie xài loại này á, thì thành phần kem chống nắng nó giúp dưỡng da rất là tốt, bảo vệ da và rất là dễ thẩm thấu vào. Tại vì chất nó rất là lỏng á, nó dễ thấm vào da. Và khi lấy kem chống nắng á, hay là lấy bất kỳ cái lượng kem dưỡng, kem nền hay gì thì Jolie hay để trên cái phần mà bàn tay ở trên này, thì giúp chúng ta biết cái lượng mà chúng ta lấy ra bao nhiêu á, không bị quá nhiều nhưng cũng không có ít. Và khi thoa các bạn chú ý mình sẽ đẩy theo chiều lên để da không có bị sệ nha. Và để cho tông makeup nó đẹp hơn á, thì Jolie có đeo một cặp len trước để cho khi mà makeup xong á, nhìn gương mặt của mình nó sẽ long lanh, long lánh hơn. Thì Jolie thấy á, thường là khi mà mình makeup á, thì mình đeo một cái cặp len á, thì cái tông makeup của mình bao giờ nó cũng sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Và tùy theo cái sở thích của các bạn á, thì có bạn thì thích len mà tông màu nâu để cho tự nhiên, còn Jolie thích tông xám hơn, nhìn xám tông tay á, thì sẽ nhìn gương mặt của mình nó nổi bật hơn rất là nhiều. Tại vì gương mặt châu Á của người Việt Nam mình á, mà đeo len màu nâu màu đen rồi thì Jolie thấy đeo cũng như không đeo á. Có thể là tùy quan điểm của mỗi bạn nha. Jolie mà mỗi lần mà ngồi máy lạnh là y chang rằng mũi bao giờ nó cũng sẽ ngạt. Rồi, sau khi mà Jolie thoa phần kem chống nắng thì Jolie sẽ thoa kem dưỡng. Đây, ở đây Jolie sẽ xài kem dưỡng loại này của Clearwit. Jolie nhớ cái ngày đầu tiên mà Jolie gặp người yêu của Jolie á, là chồng của Jolie hiện tại á, thì cái thời điểm đó thì Jolie mới ngủ dậy, mặt mũi thì lượm thượm, rồi tóc tai thì bù xù, chải sơ cái tóc, rồi mặc sơ cái áo khoác vào đi gặp. Tại vì lúc đó Jolie gặp vì công việc thôi, nhưng mà tới giờ thành chồng của Jolie luôn. Nhưng mà nghĩ lại thì dù sao thì phụ nữ mình phải luôn luôn là tương tác với có một cái lớp trang điểm nhẹ khi mà đi ra khỏi nhà nha. Sau khi mà Jolie thoa kem dưỡng thì Jolie sẽ thoa kem lót của Bobbi Brown. Thì Jolie rất là thích cái phần kem lót này, tại vì dễ thấm vào da mà lại có hương thơm chanh á, thơm rất là nhẹ. Hũ này là hũ rất là mắc mà Jolie mua tới 1,1 triệu hay 1,2 triệu gì đó. Nhưng mà đựng cá thì Jolie thấy rất là nhiều. Cho nên á, nếu như mà mình xài cá nhân á, thì Jolie thấy thì tính ra mỗi lần xài thì mình cũng không có bao nhiêu, chỉ là một lần mình bỏ ra 1,5 triệu thì hơi sót thiệt. Nhưng mà các bạn nên đầu tư một cái em này, siêu thơm luôn. Hồi xưa Jolie tiếc lắm khi mà mua những cái sản phẩm mắc tiền, Jolie thấy tiếc tại vì thấy nó tốn kém chi phí rất là nhiều á. Nhưng mà khi mà mình đầu tư thực sự vào á, thì Jolie mới thấy tác dụng của nó rất là nhiều. Hồi xưa Jolie cứ thế mà đánh kem nền lên, thì khi mà tẩy trang xong á, nó cứ cái kem nền nó vẫn bám trên bề mặt da rất là nhiều. Bây giờ thì đỡ hơn rồi, giờ da rất là dễ tẩy trang, không có sợ nữa. Và sau những cái bước này á, thì da đã được bảo vệ rất là tốt rồi. Nhưng mà hôm nay á, là Jolie trang điểm tông ngọt ngào và Jolie muốn cái làn da nó căng bóng hơn, thì Jolie sẽ sử dụng một em kem lót của MAC. Đây, đối với cái chất kem này á, cái chất này nó sẽ có hơi ánh nhũ một xíu á, cho nên nó sẽ làm cho cái lớp nền của mình nó căng bóng hơn trước cái lúc mà Jolie sẽ đánh kem nền nha. Jolie thì thường á,
lúc trước thì nó không, Jolie thì cứ đánh đại thôi, còn bây giờ thì Jolie sẽ rất là kỹ ở những cái bước đầu tiên để cho cái lớp nền mình giữ được kỹ hơn và giúp da bảo vệ được tốt hơn. Tại vì công việc hiện tại của Jolie á là thường xuyên makeup cho nên cũng phải kỹ để da được bảo vệ. Hồi xưa là khi mà Jolie mỗi lần mà tẩy trang nó rất là cực, và thậm chí là Jolie mỗi lần mà chải mascara là nó hay bị tức là nó không có ra được sạch. Và sau đó sau một thời gian tìm hiểu thì Jolie mua thêm một cái cây để mà chải, tức là tẩy trang xong mascara. Thật sự là lúc đầu mà nếu như thời điểm mà Jolie lúc trước thì Jolie không có mua đâu, nhưng mà thời điểm dạo gần đây trang điểm nhiều quá thì Jolie mua một cái cây bé tẹo như thế này nè. Một cái cây ở đây là cây tẩy trang dành cho mascara. Cây này là bằng giá với cây mascara của Jolie luôn. Ở đây Jolie cho các bạn xem. Đây là cái cây mascara, thì Jolie thấy là cây này có những sợi lông tơ á, nó giúp cho cái sợi mi của mình nó dài hơn, nó long lanh hơn, bám rất chắc luôn. Mà Jolie nhiều khi mà tẩy trang xong nó vẫn dính những cái sợi, những cái chút mascara ở trên á, trên sợi lông mi. Chải hoài tức là lâu tẩy trang hoài nó không có sạch, thậm chí Jolie dùng dầu tẩy trang nó cũng không ra luôn, rất là khó. Nhiều khi ngứa xoay rụng luôn cọng lông mi thật tiếc. Xong sau đó là quyết định là mua thêm một cái em này là chuyên tẩy trang, tẩy cái mascara đối với dòng này luôn, và thậm chí là có thể tẩy trang được những dòng khác. Thì các bạn chỉ cần chải lên và để cỡ tầm 1 đến 2 phút thì đã trôi cái lớp mascara. Tiếp theo Jolie sẽ sử dụng kem nền của Bobbi Brown. Thì đối với kem nền á thì trước đây Jolie không có biết đâu, xong sau đó Jolie mới biết rằng là khi sử dụng kem nền thì mình sẽ phải lắc thật là kỹ như thế này. Tại vì thường kem nền sẽ có một cái lớp dầu ở phía trên giúp dưỡng và bảo vệ da, rồi lớp sau mới là lớp kem nền. Thì để hai lớp này nó hòa quyện vào nhau thì mình phải lắc thật là kỹ vào. Chứ nếu như mà không á, các bạn xịt ra thì cái lớp mát nền của mình nó sẽ không có đều. Và bông mút các bạn nhớ thấm nước á, và vắt ráo để cái bông của chúng ta nó to và nó mềm mại, chứ nó hút đủ ẩm á. Còn nếu như mà các bạn sử dụng bông khô á, thì cái phần bông á, nó sẽ hút vào cái phần kem nền, nó sẽ không có tốt. Trước đây Jolie không biết được điều đó. Xong sau có một hồi Jolie cũng hiểu. Rồi sau khi đánh xong thì Jolie sẽ phủ phấn. Ở đây Jolie có gì xài đó. Ở đây Jolie không biết là ở của hãng nào, chỉ là trong cái cốp đồ của Jolie có sẵn. Tại vì đôi khi á, những cái đồ trang điểm của Jolie á, có bạn bè tặng cũng có một số thì Jolie tự mua. Cho nên có gì thì mình xài đó. Tại vì khi mà chúng ta trang điểm cá nhân á, thì không thể nào mà sắm quá nhiều đồ thì sẽ tốn kém chi phí của các bạn rất là nhiều. Khi mà cái lớp nền của mình nó ướt thì các bạn chậm thôi. Còn khi mà khô thì các bạn có thể xoa thoải mái. Thì khi tí nữa đánh má hồng thì Jolie sẽ có thể đẩy cái cọ thoải mái. Tại vì cái lớp của chúng ta đã khô rồi. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ kẻ chân mày nha. Thì tại vì dáng chân mày của Jolie thì nó có sẵn, nhưng mà Jolie thấy dáng chân mày của mình hiện tại thì nó đang hơi đậm một xíu, thì Jolie sẽ sử dụng cái bảng kem che khuyết điểm mà màu nâu đậm để Jolie đi lên để che bớt cái phần mà màu chân mày đậm của Jolie á. Đây, khi mà chân mày của Jolie chuyển qua màu nâu thì các bạn cũng thấy là cái gương mặt đó, nó đã nhẹ nhàng hơn, bớt dữ hơn rất là nhiều, đúng không? Rồi, đây là phần mà Jolie thấy rất là thích, đó là mình sẽ vẽ đánh khối cho mắt. Thì hôm nay mình quyết định là chọn tông hồng, cho nên đó, Jolie sẽ chọn hầu hết là những tông màu hồng nha. Jolie sẽ sử dụng màu mắt của Huda. Đối với bảng mắt này thì Jolie thấy rất là nhiều bạn makeup mà trên YouTube á rất là sử dụng nhiều loại này. Hồi xưa Jolie mê lắm, cho nên nó quyết tâm cũng chọn về một em. Đặt mua từ bên nước ngoài về. À quên, trước khi bước này thì Jolie sẽ sử dụng kem lót của Maybelline nha. Đây, để cho cái lớp makeup mắt của mình nó giữ được tốt hơn.
thì các bạn luôn luôn nhớ là sử dụng kem lót. Đánh đều hết toàn bộ cái phần bầu mắt. Nhớ là canh màu mắt hai bên sao cho đều. Sau đó Jolie sẽ lấy một cái cọ nhỏ hơn một xíu, đánh tông đậm hơn, tông màu hồng của Huda. Mà nhớ sử dụng nhẹ thôi, nó không quá sến. Và cuối, lúc nãy giờ là đầu tiên Jolie sử dụng màu hồng nhạt này. Đó, tiếp theo đó là màu hồng đậm hơn. Và sau đó là cái tông màu mà nâu đỏ, để Jolie đánh ở phía dưới cái phần hốc mắt này, để tạo chiều sâu cho đôi mắt hơn. Các bạn yên tâm, nếu như mà đánh lỗ này thì tí nữa chúng ta có thể dùng màu nhạt, hoặc là dùng cây một cây cọ mà chúng ta sẽ phủ sạch phấn á, rồi đánh cho cái độ loang màu, cho nên không sao cả. Tí nữa mình sẽ sửa lại một cái bước cuối cùng nữa nha. Cái cọ này thì nó hơi to, thì Jolie sẽ sử dụng một cây cọ bé hơn nữa, để vẫn là dùng cái tông màu đậm ở đây. Jolie đánh ở phần dưới hốc mắt để tạo chiều sâu cho đôi mắt hơn. Jolie thì thích nhắn mắt hơn để mắt có chiều sâu và mắt có độ to hơn. Không biết có ai tham giống như Jolie không? Mắt to rồi mà vẫn ham cho to hơn. Đừng có ngần ngại, đừng có sợ mắt cấp 6. Mình cứ mắt cấp đi, mình cứ trang điểm đi, mình cứ tập dần dần. Không có ai mà giỏi ngay từ ban đầu cả. Chỉ cần các bạn chịu làm, chịu tập luyện và chịu cố gắng, mỗi ngày mình sẽ tiến bộ hơn thôi. Đây, các bạn thấy mắt của Jolie bây giờ đã có chiều sâu hơn chưa? Đây, giờ Jolie sẽ đánh một ít nhũ để tạo cho mắt nó có chiều sâu hơn, nó lấp lánh hơn nha. Thì Jolie sẽ sử dụng bảng nhũ của Huda. Hồi xưa mê Huda lắm, tại vì thấy rất là nhiều người xài. Đây, Jolie sẽ sử dụng nhũ màu hồng luôn. Jolie thì rất là thích sử dụng tay để mình đánh á, tại vì Jolie thấy á, nó tán màu rất là đều. Có thể là tùy theo sở thích của mỗi bạn, nhưng mà Jolie thích tán bằng tay. Đây các bạn thấy này, một bên đã có nhũ và một bên chưa có nhũ này. Toàn bộ tông của màu của hôm nay thì Jolie sẽ sử dụng tông màu hồng hết nha. Má hồng và son môi cũng là màu hồng nhẹ luôn. Đây, tiếp theo Jolie sẽ vẫn sử dụng cái bảng Huda này. Jolie sẽ tạo phần sáng. Thì Jolie sử dụng hai màu là màu trắng và màu vàng ở đây, để tạo cái phần mà đầu mắt sáng hơn. Rồi, sau đó thì đó là cái bước mà để cho mắt nó có chiều sâu hơn, thì Jolie sẽ bấm mi nè và dán mi giả. Các bạn nhớ bấm mi nha. Đó, rồi chúng ta mới dán mi thì mi nó sẽ không có lộ phần mi giả cũng như là phần mi thật và mi giả của chúng ta, để phần mi, hai phần mi đó nó hòa quyện vào nhau. Jolie sẽ sử dụng dán mi và loại mi găng này. Tại vì Jolie thấy mà khi mà chúng ta make up á, việc dán mi các bạn rất là sợ bị lộ cái phần mà dán mi á. Tại vì cái đường mi của bình thường á là cái phần găng mi nó rất là dày. Còn khi mà Jolie xài mà loại mi găng này á, cực kỳ dễ dán mà nó không có bị lộ cái phần mi á, cái phần chân mi á. Nó là phần trong suốt luôn, nó không có bị lộ. Mà loại này cũng rẻ lắm, mấy chục ngàn thôi. Cho nên nếu như các bạn make up cá nhân thì nên chọn mi găng này, dễ dán không bị lộ.
mà lại tự nhiên hơn. Tại vì khác với việc mà chúng ta make up để lên hình á, thì khi mà chúng ta make up mà để đi chơi bình thường cá nhân đồ á, thì đối với loại mi găng này á thì nó tự nhiên mà cực kỳ dễ ghét, mà nó rất là dễ dán cho các bạn. Đây, Charlie sẽ bấm nhẹ một xíu, bấm nhẹ ở đây để cho phần mi á, nó cong. Bấm nhẹ thôi nha, tại vì mi này rất là mỏng. Các bạn đừng để khô quá, cũng đừng để ướt á. Nếu như mới thoa keo là các bạn bỏ cái phần mi lên á, thì nó cũng sẽ không có dính. Hoặc là nếu như mà các bạn để cái phần mi của chúng ta khô quá thì cũng sẽ không có dính trên da. Nên các bạn chỉ để nó một lúc xíu thôi, đừng có để quá lâu nha. Rồi, các bạn sẽ thoa để này, để cái phần mi này canh chính giữa. Sau đó sẽ kéo đây, kéo đoạn dưới, xong sau đó mình sẽ kéo đoạn trên nha. Lì sẽ vẽ sát cái đường chân mi trước để mắt có chiều sâu hơn. Đây, các bạn thấy là khi mà mình dán mi găng này nó cũng không có bị lộ. Vì Charlie thấy là dán mi găng này thì cực kỳ tự nhiên luôn. Charlie nhớ có lần mà Charlie đặt xe Grab á, ở quận 1 á, rồi Charlie đi qua tới Bình Thạnh. Thì khi mà hôm đó thì Charlie nhớ là lúc đó là Charlie nhuộm tóc màu nó hơi sáng á, tóc tẩy á, rồi mặc cái bộ đồ nhìn nó cũng hơi cá tính nữa. Cho nên khi mà anh Grab tới á, anh đón Charlie á, thì anh nói là "Where are you from?" Charlie nói Charlie ở Việt Nam. Nó thấy đặt, thấy em đặt tên á là tên Tây mà nhìn em nhìn giống như nước ngoài quá. Nhưng mà thật ra không phải, Charlie là gốc hoàn toàn là Việt Nam hết. Đây, sau khi mà mình tô nãy giờ cái lớp trang điểm của mình rất là kỹ, đánh phấn, đánh khối này, rồi mình chải mi giả, rồi mình chải lông mi á, rồi chút mascara, rồi mình lại gắn mi giả, thì các bạn thấy là đôi mắt của mình nó có chiều sâu hơn, nó đẹp hơn rất là nhiều. Và khi các bạn đánh phấn tạo khối kỹ á, đối với mắt thì làm cho cái lớp make up của mình nó rất là đẹp. Khi mà trang điểm, các bạn hãy chú trọng thật là nhiều vào cái việc chúng ta trang điểm mắt nha. Rồi, tiếp theo là Charlie sẽ tạo khối. Tiếp theo thì Charlie sẽ đánh má hồng. Rồi, có gì xài đó. Thì cái bảng này thì Charlie mua là hàng nội địa Trung. Nội địa Trung á, cho nên có gì thì mình xài, không cần nhất thiết là phải cái bảng mà nó chuyên nghiệp. Thì ở đây sẽ vẫn là tông hồng luôn. Thì Charlie sẽ chọn tông hồng này nha. Charlie thích đánh ở phần hốc này nè, để tạo cho cái mũi mình nó gọn và nó thon hơn. Dùng màu nhẹ thôi. Rồi, sau đó sẽ là tô môi, tô son á. Thì ở đây Charlie không có son hồng, thì Charlie sẽ dùng bảng pha nha. Đây, Charlie sẽ sử dụng bảng pha để tạo ra được cái màu môi mà nó hồng hồng một xíu. Cố gắng tạo ra màu hồng nhưng mà không sến. Đây đây, xong rồi thì các bạn thấy là cái tông make up này á, của Charlie á, hay nó ngọt ngào, nó nhẹ nhàng hay không. Tông make up này thì hồng, màu hồng này Charlie cũng không phải là hồng nghiêng và hồng cánh sen quá, chỉ là hồng nhẹ thôi. Và khi mà làm xong thì chúng ta cũng không có thể nào quên về cái phần cổ của chúng ta nha. Nên Charlie sẽ phun xịt để mà cho cái phần cổ này nó trắng hơn.
Tại vì đối với cái kem nền này á, Jolie lựa cái tông màu nó sáng một xíu. Tại vì tông hồng này mà các bạn mà lựa chọn mà cái kem nền á, nó da ngâm thì nó sẽ không có đẹp. Đây đây, khi các bạn thấy là khi Jolie đội lên tóc giả thì có phải là nhìn gương mặt của Jolie nữ tính hơn. Tại vì tóc của Jolie là đầu tóc tém á, cho nên không thể nào mà đội những cái kiểu khác á, hoặc là gắn tóc nối vào á. Cho nên á, Jolie xài loại ghim nha, tóc ghim. Thì đối với cái loại mà tóc quặm như thế này á, thì nó sẽ rất là dễ phù hợp đối với những cái tóc mà siêu ngắn như Jolie. Các bạn chỉ cần buộc tóc thật là chặt vào và sau đó là xài một cái, cầm một cái quặm tóc như thế này nè. Ở đây Jolie có rất là nhiều bộ, tại vì Jolie đam mê tóc giả lắm. Đây, các bạn xài cái loại quặm như thế này đó, các bạn quặm vào tóc của mình thì nó sẽ bám rất là tốt và rất là nhiều mẫu. Jolie thì mê và sưu tập rất là nhiều em tóc quặm như thế này. Đây, các bạn thấy tông hồng hôm nay Jolie trang điểm như thế nào, có ngọt ngào hay không, có nữ tính hay không? Đây, các bạn có thể comment bên dưới để Jolie có thể biết thêm nhiều cái ý kiến của các bạn, để mà Jolie có thể rút kinh nghiệm cho những cái video sau. Nếu như Jolie, nếu như các bạn thấy thích cái video này, các bạn hãy ấn like và subscribe kênh của Jolie nha. Yeah.